ở hiệp đầu thứ nhất thì đội tuyển Mỹ Thành ít bóng, đội tuyển Phúc Thành đều bóng. Như vậy là trận đấu đã được bắt đầu. Chúng ta đang theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Phúc Thành và đội tuyển Mỹ Thành trong khuôn khổ giải bóng truyền chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Vòng 6 đội mạnh nhất được tổ chức tại đền Đức Hoàng. Hai đội sẽ xác định được mạnh nhất A và B A trong đội bóng này. Điểm cho Mỹ Thành 1-0. Quả bóng không qua lưới, điểm cho Mỹ Thành 2-1. Rồi, bóng tốt, điểm cho Phúc Thành 2-0. Theo như quan sát của ban tổ chức chúng tôi thì đội hình xã Mỹ Thành hôm nay đã có một số thay đổi về ngoại binh. Thì người đồng tài đã xác định đội Mỹ Thành chạm lưới, điểm cho Phúc Thành 3-2. Vậy là bóng đã đi ra khỏi đường biên ngang. Điểm cho Mỹ Thành 3-0. Một vị trí hình như cỏ trắng biết chắn tốt. Bóng tốt, điểm cho và đánh bóng xuyên tay chắn của đội tuyển Mỹ Thành. Điểm cho Phúc Thành 6-3. Phúc Thành đang tạm thời giành trước 3 điểm của đội tuyển Mỹ Thành. Chạy bóng ra ngoài sân, điểm cho Mỹ Thành 4-6. Ngày hôm qua thì đội tuyển xã Phúc Thành đã xuất sắc vượt qua đội tuyển Văn Thành. Bên đi chụp kỷ niệm đây. Bóng không qua lưới, điểm cho Mỹ Thành 5-6. Nhưng mà đội tuyển Mỹ Thành thì rút ngắn khoảng cách chỉ còn 1 điểm nữa thôi. Một bóng qua ngoài sân, điểm cho Phúc Thành 7-5. Rút bóng ra ngoài sân, điểm cho Mỹ Thành 6-7. Những pha bỏ bóng, rút bóng ra ngoài sân, mất điểm rất đáng tiếc. Hôm nay thì thời tiết khá là mát mẻ, rất thuận lợi cho hai đội thi đấu. Trận bóng không thành công, điểm cho Phúc Thành 8-7.
theo những diễn biến của bảng A thì Hà Nội Phúc Thành và Bình Thành chắc chắn sẽ đi vào vòng bán kết. Trận đấu này sẽ xác định. Thế rồi. Trận đấu này sẽ xác định ai là người nhất bảng A. Đội bóng tốt để cho Bình Thành 8 đều. Một pha chạm bóng rất tốt của thủ chín, nhưng rất tiếc quả bóng đấy đang khỏi sân. Điểm cho Phúc Thành 9-8. Điểm cho Phúc Thành 10-8. Một pha bỏ bóng rất thông minh trên lưới của cầu thủ số 12 của đội tuyển Phúc Thành. Chúng ta đã xác định bóng đi ra ngoài sân. Điểm cho Phúc Thành 11-8. Bóng chạm tay chân ra ngoài sân. Điểm cho Núi Thành 9-11. Bình Phong biết bóng. Quả bóng tốt. Điểm cho Phúc Thành 12-9. Khoảng cách từ thời gian này bây giờ đã là 3 điểm đang tạm thời nghiêng về đội tuyển xã Phúc Thành. Điểm bóng ra ngoài sân. Điểm cho Bình Thành 10-12. Rồi là bóng đá xác định quả chưa qua lưới. Điểm cho đội Bình Thành 11-12. Trong trận đấu giữa đội tuyển xã Phúc Thành và đội tuyển xã Minh Thành sẽ là trận cuộc đấu giữa đội tuyển xã Minh Thành và đội tuyển xã Tiến Thành. Bóng ngoài sân. Điểm cho đội tuyển xã Phúc Thành 14-13. Hai đội kịch nhảy.
Đội tuyển ta không hiểu với nhau, bỏ điểm rất đáng tiếc của đội tuyển Mỹ Thành. Điểm chính thức thành 15-13. Đứng dưới tứ giải. Đội bóng ra ngoài sân, điểm cho Mỹ Thành 14-16. Đội bóng tốt, điểm cho Mỹ Thành 15-16. Đừng như vậy là bóng đã đi ra khỏi đường biên tuyến. Điểm cho Mỹ Thành 16-17. Điểm làm cái cánh đi ra ngoài sân. Điểm cho Phúc Thành 18-16. Đập bóng ra ngoài sân. Điểm cho Phúc Thành 18-16. Còn đội tuyển xã Bất Thành và đội tuyển xã Mỹ Thành ngày hôm qua đều giành chiến thắng trước đội tuyển xã Bất Thành. Con để gặp nhau ở trận đấu ngày hôm nay. Đồng thời trọng tài xác định bóng đánh tạm tay chắn của đội tuyển xã Phúc Thành. Điểm cho Mỹ Thành 17-19. Ai à, mua ghế đấy, ngồi đấy, mua ghế đấy, đứng tăng chiều cao hay nào. Bóng bật tay chạy. Điểm cho Phúc Thành 20-17. Điểm cho Mỹ Thành 19-23.
tiếp tục là một pha xử lý bỏ bóng thông minh của cầu thủ số 9. Bóng ngoài sân, điểm cho khúc này 24-19. Bỏ ngoài sân, điểm cho Bình Thành 20-24. Bóng thành công, điểm cho Bình Thành 21-24. Tập bóng tốt, điểm cho Phúc Thành 1-0. Thank you.
Hay lắm. Sáng mấy thay nhà ta Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Như vậy trọng tài xác định đội Mỹ Thành đã chặn lưới. Điểm cho Phúc Thành 6-8. Chẳng mong tốt. Điểm cho Phúc Thành 7-8. Khoảng cách bây giờ chỉ còn 1 điểm nữa thôi. Sau thời gian hội ý thì đội tuyển Trà Phúc Thành đã thi đấu khởi sắc hơn. Được, cho Mỹ Thành 9-7. Đội tuyển Trà Phúc Thành đã tiếp 3 điểm nhưng lại bỏ lỡ 1 điểm rất đáng tiếc. Lúc này trọng tài đã xác định lỗi chạm lưới của đội tuyển Phúc Thành. Điểm cho Mỹ Thành 10-7. Đập bóng tốt. Điểm cho Phúc Thành 8-10. Một lần cầu thủ số 8 nhận dứt điểm.